Sự viết Nguyễn xin mến chào cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Sáng dịp mình có một ít đồ mà không xài đến nữa, mình sẽ mang đến đây cho gọi là chỗ này gọi là Ben Brocky, là nghĩa là chợ đồ cũ của Ben. Thì cái chỗ này mình có thể bất cho bất cứ cái thứ gì mà mình không cần xài đến nữa thì mình mang đến đây, thì họ sẽ sort, rồi họ sẽ lựa ra và họ sẽ bán lại cho những người nào cần. Cho nên sẵn dịp mình quay một cái clip lại để mà chia sẻ với các bạn là chợ đồ cũ ở Thụy Sĩ họ cho và nhận đồ và bán đồ như thế nào ha. Dankeschön, hallo. Dạ, ai căng đâu? Dạ đây là cái cổng đi vào, bắt đầu vào chỗ cái khu vực mà người ta bán đồ lại đó. Thì nãy mình cho, thì bây giờ bên đây mình mua lại. Nơi này họ bán có nhiều đồ còn mới, còn tốt, hoặc đồ có giá trị, hoặc là đồ bình thường cũng có tất cả các loại. Tại vì nhiều khi có người họ dọn nhà từ nhà lớn sang nhà nhỏ, thì vật dụng của người ta dư ra họ sẽ mang đến đây họ cho. Thì những cái nào còn tốt thì họ sẽ lựa ra họ bán lại cho mình giá rẻ. Hoặc là những cái người già neo đơn ở đây, khi mà họ mất đi đó, thì mấy người này được ủy quyền đến dọn nhà để mà trả nhà lại cho người cho mướn đó. Rồi những cái vật dụng trong nhà họ sẽ xem cái nào còn tốt, còn xài được thì họ sẽ đem ra đây bán lại, còn không thì họ đem đi tiêu hủy. Hoặc là mình nhà mình chật hay là mình có đồ nhiều quá thì muốn cho cái nhà mình trống thì mình đem ra đây mình cho. Nhiều khi mình không, những cái đồ mình không cần xài chứ người khác họ cần, họ cũng đi ra đây mua quần áo cũ. Coi đi con, đôi giày đẹp nè, đôi này 68 đồng, đôi giày này 68 đồng, có nghĩa là khoảng chừng 1,7 triệu đồng tiền Việt Nam đó. Ô, đây khu vực đồ chơi của em bé. Mày thích chưa? Quá trời luôn nè. Push lên cũng có nè Lina. Cái đó Memory á. Cái đó mới đúng không? Đúng rồi, của micro á. Kinder Ecker. Nè Lego nè. Đủ loại xe luôn. Quá trời nhiều đồ luôn nè. Hammerman. Còn khu vực này thì họ bán ski. Họ bán những cái đồ mà dụng cụ để mình đi trượt tuyết đó, gồm giày trượt tuyết nè, rồi ski, rồi stock, là cái cây chống để mình trượt đó. Thì những nguyên cái bộ set này thì nếu mình ra tiệm mình mua nó khoảng có giá từ 500 rẻ nhất cho đến trên 1.000 một bộ, cũng tùy theo loại, tùy theo thương hiệu. Còn ở đây người họ bán 20 franc một cái xi, thì có nghĩa là khoảng hơn 400.000 tiền đồng tiền Việt Nam. Nón nè. Nón cái 18 đồng. Xe nữa nè. Mấy người nào mà có con nhỏ mà không có cần phải mua đồ mới lại đây mua được. Mấy cái ọt này không mà mỗi cái 1 đồng. Cho su lề được nè.
cho đi học á. Còn đây là cái kệ giày mà để gắn vô cái si mà để mình trượt tuyết đó. Và cái này thì nó khi mà mình đến tiệm mình mướn đó ha, nguyên một bộ complete đó, giống như bữa trước ông xã mình với con gái mình mướn ở trong tiệm Intersport, 3 ngày mướn nguyên complete cho 3 ngày cho 2 người, một em bé và một người lớn, là có giá là 500 đồng. Thì 500 đồng có nghĩa là khoảng 13 triệu đồng tiền Việt Nam. Có một điều đặc biệt là khi mình đến cái chỗ này, cái tủ này, mình rất là bất ngờ là cái chuyện hôm bữa bà nội Sina có ba cái dĩa bằng bạc, cho mình 2 cái và 1 cái cho Broken House, là cho chỗ này. Hôm nay họ bán với giá cực kỳ khủng. Trước tiên để giới thiệu các bạn là cái mỗi một cái dao là 40 đồng, cái nĩa là 48 đồng, cái muỗng là 50 đồng, cái ga bình nhỏ để mà ăn lết xe đó có giá là 32 đồng, còn cái muỗng cà phê là 33 đồng. Tất cả dao muỗng nĩa trên đây là toàn là bằng bạc thật không luôn á. Còn đây là cái dĩa hôm trước bà nội Selena cho ở đây, mà hôm nay họ bán với cái giá mình không ngờ tới luôn đó, là 335 franc, có nghĩa tương đương với tiền Việt Nam là khoảng 8.750.000 tiền Việt Nam đó. Cao ghê không? Có một điều bất tiện là khi mình xài đồ bằng bạc thật đó, mình phải thường xuyên rửa bằng hóa chất tẩy, chứ nếu không một đến vài ngày sau là mình xài cái bạc nó tự động nó oxy hóa, nó đen, cho nên mình phải cần một cái nước đặc biệt để rửa bạc nè, rồi cái khăn đặc biệt để mà lau bóng nó lại nữa. Bằng bạc luôn á, thấy không? Không phải bằng bạc, cái này bằng gì á? Cái bằng ủi này lâu lắm mới thấy rồi đó, của Việt Nam hồi xưa bà đốt bằng than củi 5 đồng, cái trên cái bằng ủi 8 đồng, còn cái chân là 2 đồng. Ô, cái đầu gỗ nè. Ừ, để nó coi điện thoại coi mấy cây dao, cái đầu gọt cái trái cây á. Đào bằng gỗ. Em lấy cái đôi giày này của Hối Lanh nè Lina. Giày của Su, là phải không? Anh giày của Hối Lanh nè phải không? Cái mà dễ thương, đồ trang trí đẹp nè. Dao này bén. Da này cắt thịt mà, nó phải cắt cho con trái cây. Một đồng cây da được của Elite. Nhà mình Elite. Em không có xài. Ôi, Nga thấy gì không? Ồ, mấy cái bình cà phê nè. Hả? Đây cũng này đồ nhà bếp không mà. Có mấy cái này dễ thương. Đó.
cái này xây cái gì mà 5 đồng ta? Nhà bếp chén dĩa chín động cán nữa. Có cái chảo, có nắp nữa nè. Ý cái này đậu hấp bao nhiêu tiền vậy? 1 đồng hả? Cũ quá à. Làm vam. Cái laptop Tascam nè. Nhiêu vậy? Ô nhiều. 9 động cái. Tùy. Có bằng da thiệt luôn nữa đó. Wow, đây có bán đồng hồ, cái đồng hồ thụy sĩ nè. Nhưng mà đồng hồ này là đồng hồ bình thường thôi à. Đồng hồ thụy sĩ nè ba ba. Bác tính tiền không? Ủa này là máy biên rồi phải ở trên là gì vậy? À, nó đầu đĩa hả? Đầu đĩa. À, mấy cái máy kem á, kem chơi kem á. Ống kính nè. Ống kính này chờ có mười mấy đồng, ống kính dỏm à. Da thụy sĩ nữa nè. À, cái này 5 đồng cái. Rẻ hơn ngoài. Rẻ hơn ngoài. Nó có USB nữa. Cái màu đỏ. Có USB mình gắn nữa. Mua không? Gắn cho nó thiệt thòi nó hết pin đúng không? Có 5 đồng à ba? Không, mình ấy cái chuyển cái to tình vô. Cái gì vậy? Ốp điện thoại nè. Ủa này nặng dữ vậy? Chưa bán hả? Bán nó mất rồi. Hôm bữa con nội bán, con nội cho là classic không? Còn khu này là đồ điện tử nè, rẻ lắm mọi người ơi. Cái này xưa lắm rồi đó, mà máy xịn nè, 120 đồng nè ba, nguyên một cái complex của Yamaha luôn nè. Đó, cái này cũng xài được nè, này cũng 2 đồng à. Xưa là xưa luôn á. Âm ly xanh đây 82 đồng. Có cái âm ly là karaoke không? Karaoke lo rồi đó đó. Cái statip nè có 18 đồng à. Máy sưởi luôn, âm ly lo luôn. Âm ly trên đàn. Đâu có nào để chơi đàn nè. Nè. Cái này là cũ lắm luôn hả? Sound blaster đó. Máy nghe nhạc. Ê, có cái cục mà gắn vô gồ của em không? Chuyển ra kiếm coi. Hả? Cục đó. Đi điện không à? Ý. Cái này 16 đồng. 16 đồng à. Toshiba 16 đồng. Cái Toshiba này cũng 16 đồng luôn nữa nè. Yeah.
bằng ủi, máy làm nail. À, cái cân giống của mình nè ba ba. Cái cân giống của mình nè. Anh nói cho máy cà phê nè. Tina ơi, đừng đi đâu mất nha. Ô, đèn Chris, đèn trần nè. Ô, cái đèn trần cũng đẹp quá ha. Hôm bữa cái đèn trần của bà nội còn đẹp lắm. Mà nếu mà rửa sạch lại đẹp bị keo dục. Nè, mấy người nào không cần đồ mới á, đến đây mua mấy cái này còn cũ và xài còn đẹp, mấy cái này đẹp cực kỳ không? Như tiền cái này 17 đồng hả? Ship sen phân thành đó đâu. Đồng hồ cổ nè. Ai trời ơi. Ơi. Mua một cái thì mày mua một cái. Mua thử một cái coi được không, mà không mình mua nữa. Không có trả được con. Bỏ cái này một cái một đồng nè. Con này chén đũa đồ, chén dĩa đồ cũ của người Ý. Mới không á, rẻ. Có nhiều cái mới tinh luôn, chưa mở luôn á. Bên đây vậy nè. Cá bê hả? Bê cá hả? Okay. Anh đang chảo đựng bánh mì. Cái này là bàn ghế. Bàn ghế cũ. Cái bàn này như một cái bàn 148 đồng á.
bà mày bật ra được ha. Chanh nè. Sushi sì, lancia? Cái tủ, đây cái tủ nhỏ dễ thương, đây thì mẹ qua đây, đi qua đó thôi. Tủ nhỏ màu hồng nè, 14 đồng. Đứng gì? Cái máy may nè, máy may cổ nè. Gì vậy cha? Trời ơi, kính là bé cả xíu rồi. Ê, Big Tantis nè, 48 đồng, trời ơi. Đó, giờ mới Big Tantis nè ba. Mình mua rồi. Nhưng mà mình không cần đó không? Ừ. Đó là má khô với nội à. Đâu có rẻ đâu mọi người. Cái áo này không à, 88 đồng đó nha. Cái này là 310 đồng nè. Nó đâu phải Rockin House là rẻ đâu nha. Tùy theo đồ. Nguyên bộ á, cái này nguyên bộ hả? Nguyên bộ. Bộ này 310 đồng á. Nó nói chứ đồ cũ này mua mặc không được đâu. Nhột lắm. Ngại ngại. Có túi nào xịn xịn không? Có túi nào xịn xịn không? Cái này đẹp không? Cái này 12 đồng nè. Cái này cũng bốn mấy đồng cái nè, chứ vẫn chơi hoài. 42, 46 đồng cái quần nè. Mặc rồi đó nha, nhưng mà 40 mấy đồng cái á. Hello. Giày. Anh đây lựa cái này lại coi. Ở đây có giày các bạn ơi, sau khi mình đi một vòng qua cái Brocky thì mình mua được cho con gái mình một đôi giày để đi trượt băng và một cái DVD. Chủ yếu mình đến đây là để cho một ít đồ và dắt mọi người xem thử ở chợ đồ cũ ở Thị Sĩ nó bán, họ bán những gì ha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhớ ủng hộ kênh mình bằng cách like và share, subscribe cho mình nha. Chúc các bạn ngày đầu tuần vui vẻ.
Bye bye.